Ông Thọ ăn nặng về ông Thọ ơi. Còn đưa chứ lẽ ai đưa. Mẹ ai xài đi về. Về nằm nghỉ gì ăn chiều còn đi nữa. Dằn đắt luôn. Kiếm cái bọc để cái này vô nè với hai cái xài xấu gì dưới này. Uống gòn gì hết hả? Không. Uống luôn đi. Không. Uống này uống hết mất công. Uống đi ông nội. Sáng mơ chứ không có uống mất công. Cái ly đâu mà gạ ly bên đó kìa. Hai uống ly này. Ừ. Ủa. Trời. Kêu mày ngủ uống chi không biết. Ủa trời. Chúc mừng ngày thành công tốt đẹp phải không? Không có đâu. Cái trọng xương nó phải chịu vậy rồi. Một câu tôi để dưới đó. Vẫn không nên để đặt lại rồi. Rồi vô. Đâu. Ngồi rồi vô. Bà đó uống lon uống không nổi. Thế sao mà sặc sự kỳ thôi quá. Sự là gì? Thấy đường. Không biết rồi. Sao không lấy cái lòng kia uống? Còn mướt không hả? Gì? Lót vô miếng uống thử còn mướt không hả? Ừ, ngọt quá. Gà kho chào á. Sao vậy? Chế cho nhiều nhiều chút nữa. Ông mày cũng đổ nước cà luôn rồi. Ai đổ qua nó uống ngay đổ. Kho chà là gì? Gà không biết rồi. Mướt như chật. Ăn đổ không biết để kéo. Gì vậy? Vô duyên không có để gì cái né né. Ô, cảm biết tôn trọng cái nhiều cái né. Thấy rồi chà, lại gấp đồ ăn cho tôi luôn chà. Đây là chứng số rồi đó. Quá uy tín. Chứng số đó nọ. Hết đẹp rồi. Không biết không? Tới 2 giờ rồi. Anh bây giờ bị tặng cả hai chồng. Mà nó cái làm biến luôn đó. Hiểu không? Ăn đi ông nội làm biến gì? Cái gì? Rồi gì nạt nạt cho ổng anh. Đây ăn mà nhả rồi. Tôi lỡ rớt á mà. Nhả không được. Ừ, không có gan ăn. Không có gan khổ mấy nậu ơi. Sao lúc toàn trái già chắc là nói chuyện ghê quá. Đem cái máy à... nữa. Quỷ. Ai dạy bị ba. Sao lại có câu hả? Ức, cái mồm đít rồi. Trời ơi, nhớ nãy trả giải gái, tôi cười cũng chết. Ngày nào trả gái à? Ừ. Đù, nửa quay. Giống là trà ba, không phải như ba đâu ba. Hồi nay trả gái đụng. Ông nội sợ du duyên. Lấy cái hình gì giống Batman mưa, ma gió đâu lại đưa ngay mặt người ta. Cha này. Thôi, lần này sau rồi, từ đây tới tới đó. Lâu lâu một hai tuần mới gặp nhau nữa à, không có gặp hoài à. Mà gặp nữa đó. Gặp đáy quần gặp hoài ba, gặp có gì nữa đâu mà vui vẻ đâu mà gặp. Tôi điện chúng toàn biết mà tiếc mãi chặt. Có gì nữa bà tiếc mãi vũa tôi đó. Ngày mơ tôi ở chùa tôi chạy vòng vòng. Cuối tuần. Mà nói Phúc Toàn nó chịu điện nhiều mà mày điện hoài. Không ăn đi ông thầy. Bà trời làm biến ăn nữa. Đồ mệt rồi kìa. Tôi mệt chứ ông có đồ. Có nó thằng nậu kìa. Nó mệt chén cơm. Nó mệt mệt chén cơm. Bạn ăn cơm. Để chiều lên đông. Lên đám ăn. Chén giấy à. Ăn chén giấy chứ rồi. Đám đâu. Đám mấy thằng ăn. Ừ. 6 giờ mới khai kinh. Mùi. Ừ tôi nghe cái mùi tôi không dám ăn. Mùi gì? Mùi kỳ cục á.
chứ người này thầy ăn không được. Ừ. Con ăn được. Tôi nói mấy ông nghe nè, mấy ông ăn là tôi mừng rồi, còn tôi thì khỏi cũng được. Tại vì tôi thích cái chữ vui vẻ hơn mấy ăn. Chứ có lon bia chiều về uống được không? Chiều dắt thằng Hùng xuống. Ừ. Chiều dắt thằng Hùng xuống ha. Được không? Thôi tôi không ép buộc lời nói với mấy người. Tôi với Toàn nè, miễn biết với nhau là được rồi. Chiều dắt thằng bia xuống rồi mình chơi cá lóc nướng nữa, nhậu gai gai được không? Bà ơi, nhắc cá lóc nướng bữa đó 200 ngàn con tài có đâu quá. Chờ hoài không có thấy ai kêu lên hết, phải nghĩ. 200 ngàn của ai? Nói mà không hiểu thôi. Cũng thấy hả? Tôi lo chuẩn bị sẵn, anh chờ cha này rước lên, này rước cuộc có rước đâu. Đi cúng rồi sao rước? Cúng đâu quần, cúng. Ông đi cúng mà. Vậy thôi điện cho người ta, nói cho người ta đi. Ông bỏ quên điện thoại nhà kìa. Tôi điện cho ông mà. Đâu. Tôi điện cho ông nữa nè. Mấy thằng bay đi đâu hết trơn rồi. Qua qua mặt người tu hoài là không có nên nữa. Nợ ông bị nè, không có đâu. Nợ ông chả cầm cái ăn cái đó, tôi thấy đỏ lòm không là tôi thấy dám ăn. Trời vậy mới đã trời, ngọt á. Đâu nào đỏ đâu. Đưa tôi với thọ cho. Như cái nào cũng đỏ cho con với thọ. Nãy giờ hơi khỏe khỏe một chút rồi uống bò bụng vô. Châu con nhung với bò. Trời giống mắm mới lên hết luôn rồi. Cái mắm bơ bén rồi. Cũng thấy mới chịu. Mua 10 ngàn ra uống không được, hai lon bia. Mua 10 ngàn. Nó chiều nay ra 58 sao rồi. Ông ăn gì sao ông ăn, ông kêu không rồi ăn với công nghiệp đó vậy? Nó ăn nè. 94 như ta. Ý 93 như ta, 93 27 hả? 27 hả? Tôi người trâu tôi ít ăn dặn dặn lắm nội luôn. 27 đáng ăn ăn cũng đáng thôi chứ không ăn khô khô gì đâu. Sao vậy? Lúc lử không ạ? Ra cái còn nói chuyện vô duyên á, già với già hết còn gì nội vô. Tôi còn chưa dám nói gì nữa, cái cha này tôi vô duyên á. Ông nội này cũng dữ dằn mà chả làm bộ với giả cờ sa mưa rồi. Giả cờ sa mưa hả? Ừ. Giả mù sa mưa chứ sao giả cờ sa mưa là sao? Thôi ăn đi rồi rồi đưa đưa trả đưa trả về trả quý trả quý 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 thầy hồ quý bổng bự hẹn tên sao gặp lại mơ gặp mơ cái đá quần mơ có không gặp ba mơ tôi mua cái đó. Thôi ba ơi đừng nói trước ăn đi ông nội ông ngồi hoài. Ông ngồi này đã ra nói là ta nghe cái mùi gà là ta không dám ăn, ta không muốn ăn. Sao vậy? Ta thử lần đó. Sao mà kỳ quá. À, không được hả? Ờ. Cái con người mình làm như nó muốn bệnh hay gì á. Chứ phải là chê. Tôi về cái lời nói của ông tôi mới ở lại đó chứ không có gì lời nói của ông tôi không ở lại đây cái vụ này đâu. Quá cay à. Thôi luôn kìa. Ngon chứ bộ.